Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn, chúc các bạn bình an, vui vẻ gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày mùng 4 tháng 11 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy tam hợp giúp người tuổi Tý có một ngày thuận lợi. Bản mệnh chỉ cần giữ vững quyết tâm, không chùn bước trước khó khăn, thử thách thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra. Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và mở rộng quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai. Tuy nhiên, Thổ Khắc Thủy cho thấy gia đình bạn đang gặp phải một vài vấn đề đáng quan tâm. Nếu giữa vợ chồng xảy ra xích mích thì hai người nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên cứng đầu chờ đợi bên kia xuống nước giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ sửu thìn thân tử vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nên tìm cách đi xa hoặc thay đổi phương hướng làm ăn ngành nghề nhưng vẫn chỉ là dự tính không nên hành động cần tham khảo ý kiến của người khác hoặc qua báo chí sách vở trong sự giao thiệp tranh luận nên có sự hòa hoãn tránh tranh cãi tài lộc tốt nhưng cũng phải đề phòng tình huống có sự đảo lộn tử vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc, tình cảm, cũng như gia đạo. Có cuộc vui, cuộc đi ngắn. Ngày có lợi cho sự đáo hạn, hẹn ước, định kỳ. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc cũng như tình cảm, lẫn gia đạo. Cần lưu ý dễ có sự đảo lộn, gặp trở lực, có tin buồn có sự đáo hạn hẹn ước định kỳ kiệt tùng không nên nản trí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt hao tốn về mua sắm quà tặng tu bổ sửa chữa có tin xa có khách đến tử vi tuổi canh tí thuộc mệnh thổ đề phòng mọi rủi ro bất chắc ngày gặp nhiều chuyện khó khăn hoặc phải làm việc nhiều mới có kết quả tài lộc tuy có nhưng chậm và cũng phải chi phí vào những việc cần thiết ngày có sự gặp gỡ có tin xa có người đi xa Tử Vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc, mọi việc đều phải hết sức cẩn trọng, không nên nản chí khi vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt. Ngày có nhiều sự bận rộn lo âu về công việc tình cảm lẫn gia đạo. Tuy nhiên nếu những gì đã có sự hẹn ước hoặc đã có kỳ hạn thì hãy làm cho xong. Tâm tình bất an, sức khỏe không tốt, gặp lại người xưa chuyện cũ. Tử Vi tuổi Sửu Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, dưới sự ảnh hưởng của cục diện tương phá, người tuổi sửu cần chuẩn bị tinh thần đối diện với những điều không như ý. Trong sự nghiệp, những việc tưởng thuận lợi bỗng bất ngờ gặp trục trặc, song bạn chớ nên vội chán nản và thất vọng. Ngoài ra, con giáp này còn cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Những kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai với bạn chưa chắc đã thật lòng muốn tốt cho bạn, vì thế tốt nhất chớ nên nhẹ dạ cả tin, nhất là khi bạn đang đứng ở vị thế lãnh đạo chính quan cho thấy bạn là một người có trách nhiệm trong công việc vì thế mà bạn sẽ sớm khẳng định được giá trị của bản thân mình và thăng tiến xa hơn trong tương lai. Hãy cố gắng trong mọi việc mình làm nhé. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ tỵ, dậu, hợi. Tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim. Ngày có nhiều chuyện thị phi, tranh cãi, gặp áp lực, bó buộc. Mọi việc mong cầu về làm ăn, tài lộc đều không nên, dễ gặp thất bại, rủi ro, mất mát, hoặc bị cưỡng chế. Nên ngồi yên càng lo toan thì sự việc càng lún sâu ngày có tin tức về sức khỏe tình cảm của người thân có người đến nhờ vả mình hoặc đem tin buồn đến đi xa bất lợi tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa tài lộc dễ hao tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa việc gì cần làm thì làm cho cẩn thận dễ có sự kiện xảy ra khiến phải tạm ngưng bỏ dở ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tin tức của họ có người đến nhờ vả mình hoặc nhờ góp ý kiến và chính mình cũng nên gặp quý nhân để nhờ giúp cho công việc cần thiết có cuộc vui hoặc được mời dự nhưng chỉ là phần giao thiệp nhẹ vì tình nghĩa tài lộc dễ hao tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ hãy mạnh dạn tiến hành hoặc thay đổi hoàn cảnh hiện tại dù có gặp khó khăn cản trở mọi việc sẽ đến dồn dập tốt xấu lẫn lộn không nên câu nệ vào những tiểu tiết miễn công việc được thành tựu là tốt gia đạo có chuyện buồn tâm tình bất an nên tránh chuyện tranh cãi thị phi có tin buồn nếu nóng tính vội vàng thì dễ bị mắc sai lầm nếu có tài lộc chỉ là lộc vay mượn tạm ứng tiền của sự đáo hạn hoặc chỉ là lộc ăn quà nhỏ tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc chớ nên vội vã kết luận khi nhận được tin hoặc có sự lo âu nếu có người đề nghị về hợp tác, hoặc chia tay, giải thể thì cũng không nên vì những tiểu tiết nhỏ nhặt làm mất hòa khí. Nên thực hiện những việc đã đến hạn kỳ. Khi bắt tay vào công việc gì đề phòng có sự tráo trở hoặc sự việc xảy ra không được đúng như ý muốn. Không nên vì chuyện tình cảm mà có sự thiệt hại, phiền lòng. Tử vi tuổi dần Thực thần ghé thăm, hôm nay là một ngày tài chính dồi dào đối với người tuổi dần, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do, bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay, thậm chí còn được thưởng thêm. Tuy nhiên, một số người làm đầu tư, kinh doanh nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định, chớ nên trần trừ hoặc nhút nhát vì cho rằng mình sẽ phải chịu thất bại. Cơ hội một khi đã bỏ lỡ thì rất khó có thể quay trở lại. Mộc khắc thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà hai người thuộc hai thế hệ khác nhau rất dễ có những quan điểm bất đồng, cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy. Tất cả mọi việc nên chậm rãi chờ đợi, không có lợi về mặt tiền bạc. Có khách hoặc bè bạn, người thân ở xa đến hoặc nhận được tin tức của họ có liên quan đến việc làm của mình. Nên đi thăm dò hoặc đến nơi mình cần giải quyết, hoặc gặp quý nhân ngày có nhiều sự đảo lộn bất ngờ ngoài dự tính tài lộc trung bình không hạp cho các ngành kiến trúc địa ốc bảo hiểm ngân hàng tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa mọi việc hãy để tự nhiên không nên manh động thì đỡ xấu ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi có người mang tin đến có tin buồn có tin vui ở xa có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn sức khỏe không tốt tài lộc trung bình tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi mọi việc hãy để tự nhiên không nên manh động hoặc tính toán gì thêm thì đỡ xấu có người mang tin đến có tin buồn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn sức khỏe không tốt tài lộc trung bình cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc mưu sự còn chậm hoặc công việc gặp trắc trở nên có sự di chuyển thay đổi và nên tìm quý nhân giúp đỡ hoặc chờ đợi sẽ có tin tức mới cẩn trọng về tiền bạc do tình thế đảo lộn khác với sự tính toán của mình có khách bè bạn đến hoặc nhận được tin tức của họ có tài lộc tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim không nên tránh né mà hãy mạnh dạn giải quyết công việc hay tiền bạc ở quá khứ cho bớt đi gánh nặng và để giữ lấy uy tín của mình ngày không nên có sự đương đầu mà cần có sự nhẫn nhịn chờ đợi có người mang tin đến có tin buồn có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn sức khỏe không được tốt đề phòng rủi ro tai nạn Cẩn trọng về lời nói có sự tranh cãi hoặc gặp chuyện phiền muộn. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách trơn tru nhờ có tam hội giúp sức. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn vì bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai. Trong ngày hôm nay, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Nếu có điều gì còn băn khoăn, theo tử vi hàng ngày cho thấy, bạn cũng nên chia sẻ ngay để kịp thời tháo gỡ. Tuy nhiên, mộc khắc thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Vợ chồng mà ai cũng chỉ biết việc của người ấy thì tình cảm sẽ rất nhanh trở nên lạnh nhạt. Đôi bên đều cần phải chịu khó thay đổi để dung hòa với nửa kia. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy. Tình thế đã thay đổi, dù không được như ý cũng nên chấp nhận vì không còn phương cách nào khác ngày thuận lợi cho sự bỏ cũ lập mới không nên để chuyện quá khứ làm bận lòng ngày của sự đáo hạn đến hẹn định kỳ cho mọi việc không nên tranh cãi vì mình đang ở thế kẹt hoặc sự việc không nằm trong khả năng của mình sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc không được như ý có tin xa tử vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc hãy cố gắng giải quyết hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả ngày có sự tu bổ sửa chữa mua sắm hoàn trả những món tiền đã có hạn kỳ tử vi tuổi kỳ mão thuộc mệnh thổ dù có cuộc hẹn hoặc được mời dự tiệc cũng không nên lơ là công việc hãy cố gắng giải quyết hoặc công việc hay bị bỏ dở vì có khách đến hoặc có tin tức mới mọi việc đều nên có sự kiên nhẫn sự mong cầu về tiền bạc còn chậm nhưng sẽ có kết quả ngày có sự tu bổ sửa chữa mua sắm đến hẹn hoàn trả bàn giao những công việc hoặc món tiền đã có hạn kỳ tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc tất cả chỉ là ngắn hạn thành công trong nhất thời dễ bị bỏ dở phá ngang ngồi lâu có hại nên tránh những chuyện tranh cãi thị phi coi chừng khi hành động dễ bị ràng buộc làm trong sự miễn cưỡng tài lộc trung bình hoặc có quý nhân giúp đỡ ngày có đám tiệc hoặc có thêm người có tin vui thì sự, có tin tức về việc làm ăn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim. Mọi việc đều có thể bị đảo lộn không đúng như ý muốn hoặc có sự hư hại, chắc trở. Nếu có nhiều công việc đến thì nên làm những việc đã có dự tính, ước hẹn. Nên có sự thay đổi về quan điểm của mình trước tình hình mới. Ngày có sự gặp gỡ, có lộc hoặc có quà tặng, cuộc vui ngắn. Có tin xa, nên ra đi giải quyết hoặc tìm hiểu công việc. tử vi tuổi thìn. Do phải chịu tác động của cục diện tự hình, người tuổi thìn trở nên cực kỳ cố chấp. Bạn chẳng muốn hợp tác với bất cứ ai vì nghĩ rằng người ta sẽ mang đến rắc rối cho mình. Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác tránh bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Bạn có nhận thấy rằng mình đang tự tách ra khỏi tập thể không? Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Bạn chẳng thể là người đúng trong tất cả mọi vấn đề đâu. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ tí, thân, dậu. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa. Ngày tuổi của buồn mạng, không nên cưỡng cầu những việc lớn, tiến hành giao dịch hoặc hẹn ước. Chỉ nên an phận và nghỉ ngơi, hoặc chỉnh đốn lại các công việc nhà, văn phòng nếu có được tin tức tốt, cũng phải có sự suy nghĩ đắn đo. Nên xem xét lại những gì mình đã nói hoặc hứa hẹn ở quá khứ có sự sơ suất nào hay không. Càng cẩn trọng thì bớt sự âu lo, có tài lộc. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, có tin tức của người nữ ở phương xa, nên nhu thuận hòa hoãn trong sự tranh luận, bàn thảo, nhưng cũng không nên theo ý kiến của họ. Không nên tiến hành hoặc giải quyết ngay vì trước mặt còn nhiều khó khăn, chắc trở, hoặc vấn đề chưa có sự thỏa thuận êm đẹp trọn vẹn nên ngồi tại chỗ chờ thêm tin tức mới chi dụng tiền bạc cho khéo léo dễ hao tài nên hoàn trả nợ nần tu bổ sửa chữa mua sắm những việc cần thiết hoặc nên bán đi những gì không còn cần thiết tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc ngày tuổi của bổn mạng mọi sự có thể xảy ra nhiều tình huống khó dự đoán nên dè dặt trong mọi chuyện có tin xa nên thu vén công việc và cũng không nên quyết định những công việc lớn trọng đại tâm tình bất an có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn tốt hơn là nên nghỉ ngơi, chờ đợi. Tử vi tuổi canh thìn, thuộc mệnh kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Hãy chỉ nên chăm chú vào một chuyện, không nên ôm đồm công việc. Hãy bình tĩnh dù sự việc có khó khăn đến đâu cũng có phương cách giải quyết. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, tuy nhiên cũng có được cơ hội để giải trừ. Nếu không phải là việc hệ trọng thì nên nghỉ ngơi. Có tin xa. Tử vi tuổi nhâm thìn, thuộc mệnh thủy. Ngày tuổi của bổn mạng. Mọi sự có thể xảy ra, Chớ nên có sự tranh chấp, tranh cãi sẽ đưa đến điều không tốt. Nên tiến hành những công việc đã được định trước kể cả về mặt tiền bạc. Có tin xa, nếu không phải là ngày làm việc thì nên nghỉ ngơi, bày vẽ thêm thì bất lợi. Tử vi tuổi tỵ Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi tỵ có cơ hội phát tài nhờ nghề phụ hoặc nhờ may mắn của mình dù số tiền mà bạn có được đủ để bạn tiêu xài một cách thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn nhưng tốt nhất là bạn chớ nên quá phung phí trong quá trình chi tiêu bạn chớ nên dành tiền vô ích cho những thứ xa hoa phù phiếm hãy dùng tiền cho những việc hữu ích hơn ví dụ như chăm sóc gia đình phát triển bản thân rồi bạn sẽ thu lại khoản lời lãi gấp bội trong tương lai bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là mọi gánh nặng dường như tan biến ngay. Giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. Tử vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa. Ngày xấu, càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối, hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng, miễn cưỡng, bị trách quán. Cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm, tay nghề của mình, chưa hẳn đã là phù hợp. Mọi việc chưa có thể kết thúc, nên chờ vào một dịp khác tử vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc, ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Sự cầu mong về kết quả chưa xong, có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc. Không nên làm gì quá đáng dễ gặp sự trách oán, hiểu lầm, tranh cãi. Có cuộc đi ngắn hoặc được mời dự tiệc, Ngày có nhiều âu lo về công việc hoặc có nhiều tin tức đến cần phải giải quyết. Sự cầu mong về kết quả chưa xong. Có sự chờ đợi chậm trễ, lâu lắc hoặc gặp mặt không đầy đủ. Tử vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim. Tốt hơn nên theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn rè dặt vì e sợ có người châm trích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi, tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy. Ngày có nhiều công việc đến cần phải lo âu, giải quyết. Tốt xấu lẫn lộn, nếu không tìm được phương kế thì nên tìm gặp quý nhân là người khác phái. Nên ra đi giải quyết công việc, có tin xa hoặc có khách. Ngày có sự hao tốn về tài lộc, không nên hấp tấp trong mọi việc khi gặp sự trắc trở, sai hẹn hoặc rời hẹn. tử vi tuổi ngọ. Hôm nay người tuổi ngọ xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp là nhờ bản tính nhiệt tình, cởi mở và phóng khoáng của mình. Bạn tin tưởng rằng cho dù khó khăn có xảy đến, mình sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, đôi bên luôn biết cách cư xử không bao giờ nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực phá là ngày tốt cho việc khám chữa bệnh hoặc phá rỡ nhà cửa. Vì vậy, nếu có ý định thực hiện những công việc gì, bạn có thể bắt tay vào làm ngay để gặp nhiều thuận lợi. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mùi, tuất. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim. Ngày không tốt, không nên mưu cầu những chuyện lớn sẽ rước lấy thất bại. Hành sự nên cẩn thận, tình thế dễ bị đảo ngược bên mình có kẻ dèm pha, đừng chọn tin vào bè bạn. Có tin buồn, hoặc chỉ là tin đồn mà thôi. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an. Dù thấy có lợi đến cũng không nên tham vọng, tiến thêm thì có điều hối tiếc. Nên giảm bớt đi một chuyện tốt hơn là tạo thêm một chuyện. Đề phòng thị phi khẩu thiệt, tranh cãi. Ra đi thì phải quay về, dễ gặp sự phá ngang, gặp trở lực. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy. Mọi chuyện không nên vội vã, hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, mít lòng. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt. Giới hạn việc di chuyển, đi lại, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý. Có tin hoặc có chuyện buồn. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt, hoặc việc xảy ra không đúng như ý muốn mọi chuyện không nên hấp tấp hoặc bày vẽ thêm nhiều việc sẽ không có lợi, đưa đến bực mình, tranh cãi, mít lòng. Giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Nếu có cuộc vui thì cũng không được vừa ý. Ngày nhận được nhiều tin tức và nhiều công việc đến. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ. Đề phòng sự cháo trở hoặc sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho mình không trở tay kịp. Không nên nghe ý kiến của người khác mà hãy tự mình tìm phương cách giải quyết. Nếu là ngày có sự gặp gỡ thì cuộc vui cũng không vừa ý có tin xa, sức khỏe không tốt nên có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, chữa bệnh. Tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc. Ngày không tốt, giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán. tử vi tuổi mùi. Chính quan nâng đỡ, người tuổi mùi phát triển tốt trong sự nghiệp, cho dù bạn làm trong bất cứ ngành nghề nào. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, bạn nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng từ cấp trên cũng như sự tin tưởng của đồng nghiệp. Những người đối mặt với các kỳ thi cử cũng có thể đạt được thành tích lý tưởng trong ngày hôm nay. Hãy tin tưởng hơn vào chính mình, điều người khác làm được thì bạn cũng sẽ làm được, thậm chí bạn còn làm rất tốt nữa cơ. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn. Giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, tỵ, ngọ. Tử vi tuổi ất mùi, thuộc mệnh kim. Mọi việc nên để tự nhiên không nên cưỡng cầu sẽ có kết quả tốt bằng ngược lại sẽ gặp rủi ro, thất bại mọi tin tức đến trong ngày đều dễ có sự đảo ngược trong thực tế chỉ nên chỉnh đốn tu bổ sắp xếp cho tốt những gì mình đang có tài lộc đến chậm hoặc có tin xa có lợi cho công việc cũng như cho tình cảm tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy không nên mưu cầu chuyện lớn hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi không nên nhúng tay vào chuyện của người khác ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa không nên nhúng tay vào chuyện của người khác không nên mưu cầu chuyện lớn lao hoặc toan tính thêm sẽ không có lợi ngày nên có sự nghỉ ngơi hoặc dọn dẹp chỉnh đốn lại những công việc cũ đi xa hoặc di chuyển bất lợi hoặc chỉ gặp những chuyện không như ý tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ ngày có sự thay đổi về công ăn việc làm phương hướng hoặc kết thúc về công việc việc chờ đợi đã lâu hoặc có hẹn ước nay có kết quả nhưng không nên tiến hành nhanh vì sẽ có chuyện mới xảy ra khiến phải thay đổi kế hoạch. Gia đạo có đình đám hoặc có sự họp mặt, hội họp, hoặc có tin tức của thân nhân, bè bạn ở xa. Có sự thuận lợi về mong cầu tiền bạc, có hỷ sự, hao tốn về di chuyển đi lại, hoặc về xe cộ, máy móc. Tử vi tuổi quý mùi, thuộc mệnh mộc. Khi bắt đầu công việc nên cẩn trọng, hoặc khi đi xa, di chuyển có chuyện không được như ý. Không nên tin cẩn ở mặt bề ngoài vì công việc hoặc lời nói còn có ẩn ý tuy nhiên đây không phải là chuyện xấu nếu cẩn thận nên để người khác đứng thay cho mình có hao tốn chút ít về giao thiệp hoặc phải chi trả những việc đã có dự tính không nên e ngại khi có sự vay mượn hoặc nhờ quý nhân giúp đỡ về tiền bạc tử vi tuổi thân tam hợp phù trợ người tuổi thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả nhờ thế bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường nếu biết phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, bạn hoàn toàn có cơ hội được biểu dương. Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có thể đạt được điểm số cao, miễn là bạn chỉ cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi, đồng thời không chủ quan lơ là. Thổ Sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng hòa hợp. Bạn nên mở lòng mình để đối phương có cơ hội kéo gần khoảng cách và yêu thương, chăm sóc cho mình. Giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ quý nhân phù trợ tí thìn tỵ tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nên suy nghĩ kỹ trước khi ăn nói hoặc hành động dễ bị hàm oan thị phi ràng buộc vì lời hứa ngày dễ gặp nhiều rủi ro trắc trở không nên đi vào đám đông nhúng tay vào chuyện người làm ơn mắc oán sự mong cầu về tin tức chỉ đem lại sự phiền lòng thất vọng đề phòng bị chơi xấu có tin buồn ở xa gặp lại người xưa tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa làm gì cũng không nên để mình bị ràng buộc hoặc phải vướng vào những chuyện không đâu đi đến nơi nào cũng không nên ở lâu có cuộc đi ngắn hoặc được mời nên cẩn trọng khi đi lại dễ gặp chuyện rủi ro tai nạn có tài lộc tử vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nên tránh mọi chuyện tranh cãi hoặc đương đầu sẽ không có lợi sự việc không phải là đơn giản không phải một lần giải quyết hành động mà kết thúc được vấn đề vì sẽ có những chuyện xảy ra bất ngờ không đúng với ý nghĩ của mình Tuy nhiên cũng không nên nản chí sẽ có kết quả. Tin tức không tốt hoặc chờ đợi chậm chạp, lâu lắc. Tử vi tuổi canh thân, thuộc mệnh mộc. Không nên để cho tình thế hiện tại trói bụng mình mà hãy mạnh dạn tìm phương cách giải quyết hoặc ra đi tìm phương kế. Nên suy xét cho cẩn thận về những lời bàn ra, tán vào, sự việc đến hoàn toàn không dễ dàng. Nếu có hợp đồng, ký kết, giao dịch, đầu tư, thì cẩn trọng về chữ nghĩa sẽ có sự giấu giếm, lừa đảo, hoặc bị sơ sót lầm lẫn đưa đến bất lợi. Tử vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim. Ngày không tốt, giới hạn việc đi lại, di chuyển, đề phòng rủi ro. Có tin tức hoặc có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tài lộc, hãy suy nghĩ kỹ trước khi nhận lời của người khác về công ăn việc làm cũng như về tình cảm. Nên cẩn trọng có người muốn xen vào chuyện của mình với ý đồ không tốt hoặc có sự trách oán. Tử vi tuổi dậu Người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những việc khó dự đoán trước trong tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, nhị hợp khuyên bạn hãy hỏi ý kiến của những người đi trước mà bạn tin tưởng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời biết giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Gia đình chính là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, sửu, thìn, tỵ. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy. Nên thay đổi mọi việc, đã đến lúc cần phải có sự dứt khoát, kết thúc, hoặc mở ra một hướng đi mới cho mình dù có chút ít thiệt thòi vì hoàn cảnh hiện tại không còn thích hợp với mình nữa. Nên hành động theo tin tức mới nhận được ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ tử vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn hoặc có tiệc có người đem lại điều lợi cho mình có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen tài lộc trung bình có lộc ăn có hư hại về đồ đạc tử vi tuổi kỳ dậu thuộc mệnh thổ có tin buồn về tai nạn rủi ro của người quen ngày có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn có người đem lại điều lợi cho mình tài lộc trung bình có lộc ăn có hư hại về đồ đạc vật dụng tử vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc mọi việc không nên hấp tấp bước vào việc là có rủi ro hoặc hư hại hoặc có người không vừa ý có chuyện buồn tuy nhiên sẽ có kết quả tốt nên có sự thay đổi hoàn cảnh hiện tại hoặc cần phải tu bổ sửa chữa mua sắm những việc cần thiết nên di chuyển hoặc nhắn tin người mình cần gặp ngày có sự đáo hạn đến hẹn định kỳ hoặc có công việc mới tử vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim không nên vội vàng nản trí khi gặp sự khó khăn tranh cãi mọi việc tổ chức sắp xếp cho các việc đã có dự tính khó có kết quả như ý trọn vẹn ngày có tiệc hoặc có sự gặp gỡ thân nhân bè bạn trong đó có người không tốt nếu có việc di chuyển nên có sự dự phòng về thời gian cũng như về tiền bạc có tin xa có cuộc đi ngắn có tài lộc hoặc có quà tặng lộc ăn tử vi tuổi tuất cục diện tương xung khiến người tuổi tuất vướng phải nhiều vấn đề trong công việc. Hôm nay, nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm chứ không nên sợ hãi tìm cách đùn đẩy cho người khác. Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay, nếu không sẽ dễ bị thất thoát. Người muốn làm giàu không thể nóng vội nhất thời. Trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức chỉ khi có sức khỏe thì làm việc mới đạt hiệu quả cao hãy nghỉ ngơi điều độ nhé giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ dần ngọ thân tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa ngày sung của bổn mạng phải nhẫn nại chớ nên làm càn sẽ gặp điều xấu sự mong cầu về tin tức sẽ đem lại sự phiền lòng thất vọng tài lộc vào nhanh ra nhanh ngày có nhiều việc phải buôn ba mới có tiền hoặc có người đem lại lợi lộc đến cho mình và mình cũng phải có sự hao tốn đề phòng mọi việc có trở lực, bị cưỡng ép, không nhúng tay vào chuyện người, làm ơn mắc oán, gia đạo bất an, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ. Ngày sung của bổn mạng, việc gì cũng có sự giới hạn của nó, nên hài lòng với chuyện hiện tại, không nên toan tính thêm nhiều sẽ không tốt. Có cuộc vui nhỏ hoặc được mời, có tin không tốt về sức khỏe, công danh của thân nhân, bè bạn. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc. Ngày sung của bổn mạng, việc gì cũng có sự giới hạn của nó nên hài lòng với chuyện hiện tại không nên toan tính thêm nhiều chuyện sẽ không tốt có cuộc vui nhỏ hoặc được mời có tin tức không tốt về sức khỏe công danh của thân nhân bè bạn ra ngoài bất lợi tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim ngày xung của bổn mạng có nhiều chuyện phiền toái đến với mình nếu không cẩn trọng trong công việc hoặc được giao phó nên nhẫn nại nếu có lời trách oán hoặc bị áp lực vì chưa phải là thời cơ để mình lên tiếng hoặc chỉ nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại hay thuận theo thời cuộc có tin xa nhắc mình về cuộc hẹn lời hứa có quý nhân giúp đỡ tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy ngày xung của bổn mạng nếu không phải là việc nghiêm trọng thì chỉ nên nghỉ ngơi và làm những công việc đã có dự tính không nên than van hoặc âu lo về công việc nếu có những trở ngại bị áp lực hoặc có tin xấu cũng nên nhẫn nại vượt qua sẽ có người biết đến và giúp đỡ hoặc gặp được cơ hội vận may hãy mạnh dạn thay đổi có tin tức ở xa có tin buồn sức khỏe không tốt một ngày bận rộn hay lo tử vi tuổi hợi thổ khắc thủy người tuổi hợi còn độc thân cần phải chú ý đề phòng những người tiếp cận mình với ý đồ không lành mạnh bạn nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp không nên buông thả bản thân vì một phút lơ là mà gây ảnh hưởng danh tiếng những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn không nên ích kỷ làm việc theo cảm xúc của riêng mình mà không để tâm đến nửa kia Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa. Tỷ kiên cho thấy bạn còn dễ vướng phải những mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc với đồng nghiệp. Mọi việc đều có thể giải quyết êm thấm, cốt là mọi người đều phải giữ bình tĩnh, không nói nặng lời với đối phương. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, mão, mùi. Tử vi tuổi ất hợi, thuộc mệnh hỏa. Đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi chốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết có tin buồn về tình cảm hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn hẹn ước có tin tức tốt ở xa có tài lộc tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm về nhà cửa đồ đạc mong cầu tin tức về công danh tình cảm đều chậm hoặc có sự thay đổi không đúng với dự tính có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì hoặc không thể đi được tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc nên có sự tu bổ sửa chữa mua sắm về nhà cửa đồ đạc sự mong cầu tin tức về công danh tình cảm đều chậm hoặc có sự thay đổi không đúng với dự tính có cuộc đi ngắn nhưng cũng không đem lại kết quả gì hoặc không thể đi được tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim mọi việc không nên cưỡng cầu hãy chấp nhận những gì mình đang có trong hiện tại sẽ có lợi sau này có tin tức ở xa tốt cũng có mà xấu cũng có mọi việc nên chờ đợi không nên hấp tấp tiến hành cũng không nên nghe ý kiến của những người khác có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình, định kỳ, đáo hạn. Tử vi tuổi quý hợi, thuộc mệnh thủy. Không nên quá tính toán về chuyện tiền bạc, nếu có thì nên chia sẻ. Mọi việc mong cầu cần phải dựa vào sức hoặc uy tín của người khác thì mới thành công. Tuy nhiên mọi sự đều phải sòng phẳng để tránh sự mít lòng về sau. Nên di chuyển, đi xa. Nên thanh toán những gì mình còn dính líu ở quá khứ, hoặc nên giải quyết cho xong những việc đã kéo dài từ lâu hao tài về giao thiệp ăn uống giải trí chữa bệnh cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại